chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, gỏi hay còn gọi là nộm là một món ăn rất hấp dẫn các thực khách bởi vị chua, ngọt, thanh giòn của các nguyên liệu đi kèm. Với thời tiết nóng nực của mùa hè như hiện nay thì một đĩa nộm chắc chắn sẽ giúp chúng ta đưa cơm hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay, chương trình Ngon và Lành của chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách làm món gỏi bò đồng quê. Đồng hành với chương trình Ngon và Lành của chúng tôi ngày hôm nay là thầy giáo hiệu trưởng của trường dạy nghề Nespay, thầy Nguyễn Quốc Y ạ. Rồi, chào em, chào khán giả. Thưa thầy, hôm nay chúng ta sẽ làm món gỏi bò đồng quê đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, chỉ nghe cái tên thôi em đã thấy rất là đặc biệt và thú vị rồi. Thầy có thể giới thiệu sơ qua về món này không ạ? Thì món gỏi bò đồng quê thì cái này là phổ biến ở Sài Gòn ha, miền Nam. Thì tại sao đồng quê? Tại vì cái món này á, thì mình sẽ đầy đủ cái các nguyên liệu gần như là ở quê nhà, những như là muối kiệu, dưa kiệu hoặc là cà pháo ha, hay là những cái loại rau này là nằm ở ngoài vườn. Hôm nay đó là bài thuốc ha, nó giúp cho khi mà nhất là thời tiết mùa hè này thì nó có thể giải cảm được ha, mình sẽ phòng chống được những cái bệnh về thời tiết nóng. Thầy có thể giới thiệu cụ thể nguyên liệu để làm nên món này được không ạ? Thì mình sẽ dùng ha, thứ nhất là dưa kiệu ha, rồi cà pháo mình sẽ cũng làm muối rồi ha, muối sẵn rồi. Rồi rau thơm thì có húng quế, húng lủi, rồi ngò gai, dắp cá. Và mình có ớt sừng, ớt này ớt không cay để mình trang trí. Và nguyên liệu chính là bò ha, mình sẽ dùng phi lê bò. Đó là nguyên liệu chính. Còn gia vị mình sẽ nêm là gồm có đường ha, rồi muối, rồi mì chính, hạt nêm, bột nêm, rồi sẽ có tỏi mình sẽ bầm ra, rồi dầu ăn và nước mắm. Vâng, thì chúng ta có thể bắt tay vào làm được chưa ạ? Rồi bây giờ ha, bắt đầu ha. Trước hết thì thầy sẽ cắt bò ha, cắt bò ra. Thầy sẽ cắt lát. Đó, bò thì mình lựa cái phi lê ha, rồi mình cắt ngang sớ thôi ha, cắt từng lát cái này. Đó thì mình dùng khoảng 150 đến 200 gram cho cái đĩa này, khoảng cho 3 người ăn. Khi mình thái bò xong á thì bắt đầu mình sẽ xào bò lên ha. Thì trước khi xào mình sẽ nêm ha, nêm gia vị. Thì mình nêm khoảng 1 gram muối thôi ha, chút vậy thôi ha. Rồi đường, tí đường ha. Rồi tí hạt nêm ha, rồi tí mì chính, mình tí tiêu ha, tí tiêu. Đấy, rồi mình cho dầu ăn vào ha, dầu ăn vào trộn luôn. Lượng gia vị mình cho vào để nêm trong thịt bò là bao nhiêu ạ? Thì này cho mỗi thứ khoảng 1-2 gram thôi ha. Đó. Thì nó sẽ có cái vị nhẹ thôi. Mình không cần đậm lắm đâu ha. Thì cái món để cho món gỏi nó mình sẽ thưởng thức cái vị bò đó, nó cái vị ngọt của nó. Đó thì xào bò lên ha. Xào bò ha, mình sẽ bật lửa lớn lên. Mình đợi chảo nó nóng lên ha, nóng khoảng 15 giây thôi rồi mình xào lên. Thì nãy thì nêm sẵn dầu ăn rồi ha. Thì cái cách nêm dầu ăn sẵn á là để cho nó bò nó mềm hơn. Đó, và mình chỉ cần nêm trong vòng 5 phút thôi, 5 phút có thể xào lên được. Có thể mình dùng hai đôi đũa thôi, mình làm thì nó nhanh thôi, nó đều thôi. Đó, mình xào cho nó vừa chín thôi ha, chứ không nên là xào chín quá nó sẽ dai thôi. Rồi mình sẽ chuẩn bị cái chén vừng ha, vừng mình đã rang lên rồi ha, mình cho vào thôi thì nó sẽ thơm lên. Cho vừng ha. Mình cho vừng vô là để cho nó thơm ha, thơm. Và cái hương vị bò nó hơi khác với cái bò xào bình thường. Và vừng nó cũng là cái nó có vị béo ha, nó tạo vị béo, vị thơm nữa.
bùi này là mình đã phải rang rồi đúng không? À, mình rang lên rồi thì tốt hơn. Đó, mình sẽ đổ ra ha. Rồi. Thế thầy, sau khi mình đã làm thịt bò xong thì đến bước tiếp theo là gì ạ? Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái bánh đa ha, để mình đựng cái gỏi vào trong đó. Rồi thầy hướng dẫn làm cái bánh đa ha, để cho mình giống như mình hình cái tô để mình đựng ha. Thì mình dùng bánh đa cái loại này ha, loại mà có dùng vừng nhiều nè. Và mình chuẩn bị một cái vợt ha, hai cái vợt nha. Đó, mình sẽ đè cái bánh đa vào trong đây. Đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ đợi dầu nó sôi ha, nó nóng thì mình mới bắt đầu đưa bánh đa vào. Thế mình có chú ý gì về cái phần dầu ăn này không ạ? Cho lượng bao nhiêu và đun sôi trong thời gian bao lâu thì được ạ? Dầu ăn thì mình nên cho nhiều chút ha, nhiều mình để mình dễ chiên hơn. Đó, cái dầu mình sẽ đổ nó ngập ha, nó đầy dầu thì dễ chiên hơn. Mình sẽ chiên trong khoảng bao nhiêu lâu ạ? Mình khoảng 1 phút rồi ha, dầu nóng lên mình chiên khoảng 1 phút rồi. Nhớ là dầu nóng lên thôi. Chứ đừng có để quá nóng. Như thế nào mình biết là bánh đa đã đạt yêu cầu ạ? Khi nó nở ra ha, nó giống như là mình nướng vậy ha. Bánh đa nó nở ra, nó thì nó vừa. Đó, cho nó ráo dầu. Chiên xong ha thì cái bánh nó giòn giống như mình nướng vậy ha. Và do là mình chiên thì là mình định hình được. Đó, và cái bánh đa này chiên nó béo hơn và khi ăn kèm với gỏi nó rất hợp. Và mình để vào giữa trong cái đĩa gỏi như thế này. Cho mình cho gỏi vào trong ha và trang trí thêm một số cái rau củ ngoài. Vâng. Thế bước tiếp theo mình sẽ làm là gì ạ? Rồi bước tiếp theo thầy sẽ làm cái sốt gỏi ha. Thì chuẩn bị cái một cái bát rồi cộng với cái vợt để mình lọc cái hạt đi. Mình chuẩn bị khoảng 50 gram cái nước quắc. Rồi sau đó mình rắc vào. Vâng, 50 gram thì nó tương đương khoảng là bao nhiêu quả quất ạ? Nó khoảng 15 quả đó, khoảng 15 quả. 15 đến 20 quả ha, 15. Sau khi vắt nước quắc rồi ha thì mình sẽ chuẩn bị mình sẽ pha ha. Thì thứ nhất là mình pha với nước quắc này với đường ha, mình sẽ tỷ lệ đường. Vâng, thế ở gia đình mình không có cái cân điện tử ngay thì mình sẽ làm thế nào để mình ướng chừng được ạ? Mình ước chừng cái vâng. Có thể bằng thìa ha, bằng thìa. Tức là mình đông bao nhiêu cái nước quắc thì cái đường nó sẽ gấp đôi. Muối ha, mình sẽ cho bằng 1/10 ha. Ví dụ đường là mình dùng 10 thìa thì là muối 1 thìa. Nước này sẽ là nước mình sẽ trộn dùng để trộn gỏi ha. Và cái nước gỏi này thì dùng chung để pha ra nước chấm luôn. Rồi cái nước để trộn gỏi này mình sẽ tách ra một phần để mình làm cái nước chấm. Thì thầy sẽ cho vào cái chén riêng ha, cái chén riêng, cái bát riêng. Bây giờ thầy cho ba ba muỗng nước quất và nãy là mình đã pha với đường rồi đó ha. Mình sẽ nêm là một muỗng nước mắm ha, cho một muỗng nước mắm. Và mình cho là hai muỗng là nước ha, nước. Đó, rồi mình cho một ít tỏi phi, cái tỏi bằm á, ha, tỏi bằm, một ít ớt bằm. Bước tiếp theo mình sẽ chuẩn bị rau củ ha để mình trộn vào cái gỏi này. Kiểu muối này ha, mình để nguyên ha, nó dạng này mình để nguyên ha. Mình không cần phải sơ chế hay là phải cắt gì đâu đúng mình không? Mình chỉ cần vắt nước sạch ha, mình cho nó ráo ha. Rồi mình cho vào đây ha, thế là chuẩn bị cho cái gỏi. Thứ hai là cái cà pháo muối này ha, mình sẽ cắt ra, lát mỏng vậy ha, lát mỏng. Lát đấy đúng không? Lát vậy. Rồi bây giờ thầy cắt cái rau húng ha, húng này là húng quế ha. Đấy mình cũng nhặt cái lá ra thôi. Cái húng quế này thì nó là một bài thuốc ha, thường mình hay ăn với phở ha, các món bò thì nó rất hợp. Và nó cũng là cái tác dụng là thanh nhiệt và chống những cái bệnh cảm cúm ha.
Rồi tiếp theo mình cắt cái bùi tàu hay là ở trong Nam mình ngò gai, mình cắt từng khúc vậy nè. Rồi tiếp mình sẽ làm rau ha, mình cắt những cái lá của rau diếp cá ha. Rồi tiếp mình sẽ nhặt cái rau húng lủi ha, cũng lấy những cái ngọn với lá thôi. Thì rau húng lủi là cái món rất là cưng của trong cái món mì Quảng ha, mì Quảng của người Quảng Nam á. Và cũng là một cái bài thuốc giúp thanh nhiệt nữa. Như vậy là chúng ta có những cái loại rau rất là tốt cho ăn trong cái mùa hè này. Thưa thầy, thì cái lượng rau mình cho vào món ăn này là bao nhiêu thì là vừa đủ ạ? À, thì lượng rau nó khoảng cái trọng lượng gấp đôi cái lượng bò là được. Ví dụ lượng bò này thầy dùng khoảng 150g thì cái lượng rau nó khoảng 300g, tức là 3 lạng. Tiếp theo mình sẽ cắt cái ớt ha. Ớt thì mình sẽ lấy những cái thân ha, cái rồi mình sắc thành sợi ha, những sợi dài. Và ớt này nó không cay ha. Và ớt cũng có tác dụng tốt trong cái vấn đề là nó cũng có vitamin ha, nhiều vitamin. Và ngoài ra thì nó tạo màu ha, thì trong món Việt ấy, nó có phải là đa sắc. Ở đây mình thấy màu xanh nhiều quá ha, thì mình cho một số cái sợi ớt vào. Thầy sẽ phi tỏi. Đó. Mình sẽ dùng dầu tỏi và tỏi phi ha. Cái lượng dầu mình cho vào khoảng gấp đôi ha, gấp đôi so với cái lượng tỏi. Mình phi lên. Chuẩn bị một cái vợt ha, vợt với cái tô để mình đổ cái dầu ra. Khi mình phi tỏi xong á, dầu tỏi xong mình để nguội. Trộn gỏi thì như cái bát hồi nãy mình đã chuẩn bị rau củ rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ trộn, dùng nước sốt gỏi. Thì khoảng 2 thìa. Nó thì chan khoảng 2 thìa mà. Thì mình cứ trộn thôi ha. Sau đó mình cho khoảng một thìa dầu tỏi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa sang đây ha, mình làm ráo ha, làm ráo. Rồi mình làm ráo nữa. Đó, mình có cái bóp nhẹ để cho cái rau nó hơi nhừ chút xíu ha. Rồi sau khi mình trộn rau xong á, bây giờ mình sẽ trộn tí sốt gỏi cho nó có đủ độ chua trong cái và mình có trộn với dầu tỏi nữa ha. Thì với lượng bò này mình cho khoảng nửa thì sốt gỏi thôi và mình cho cũng nửa thì là dầu tỏi ha. Đó, mình trộn qua cho bò nó thấm và nó quyện với cái rau gỏi này. Sau khi mình đã hoàn tất cái việc trộn ha, trộn bò và trộn rau rồi đó, thì bây giờ mình sẽ trình bày ha. Thì bây giờ thầy sẽ cho rau vào. Kiệu với ớt ha, mình cho sau cùng để cho nó tạo cái màu. Rồi sau đó mình cho thịt bò vào. Rồi mình sẽ rắc thêm một ít hạt mè nữa ha. Rồi một ít tỏi phi ha. Vậy là chúng ta đã xong ha. Thì món gỏi là món khai vị trong một cái buổi tiệc hay là một bữa cơm cũng được ha. Thì nó là có thể là sau khi ăn gỏi xong người ta sẽ dùng những món chính như là nướng hay chiên xào lẩu ha. Tại vì đây là món chua thành ra là nó kích thích cái tiêu hóa. Và nhất là mùa hè này không những tốt cho cái vấn đề khai vị mà nó cũng tốt cho sức khỏe nữa. Vâng, cảm ơn thầy Nguyễn Quốc Y đã đến với chúng tôi trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay ạ. Rồi, chúng ta cũng dễ dàng làm được cái món này và chúc các bạn là có một cái những cái buổi bữa ăn cũng như là buổi tiệc ha, có thể dùng cái món gỏi để khai vị.